Cuộc đời tôi là một bức tranh dang dở và tôi đang đi tìm sự hoàn thiện của chính mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi được cầm cọ và vẽ những đường nét tự do kia. Nó giống như khát khao được tự do và sống đúng với con người của mình. Màu sắc ư, nó như món ăn hàng ngày của tôi vậy đấy. Ngày nào cũng tiếp xúc, ngày nào cũng đụng chạm tới nó. Đến nỗi mà bộ đồ yêu quý nhất cũng dính phải màu của nó. Nó đeo bám và cuốn tôi mỗi lúc như hình với bóng trong cuộc đời này. Vậy mà tôi lại thích, lại ghiền và cảm thấy hạnh phúc với nó mới chết. Những lúc buồn hay vui thì đều mang nó ra tâm sự. Và chính màu sắc đã thể hiện, ghi dấu các bước đi trên cuộc đời của tôi. Và chắc chắn sẽ tiếp tục tôi gắn bó với cỏ, với màu để hoàn thiện dần bức tranh đang dang dở trên đường đời này. Bức tranh hôm nay tôi vẽ là một chú ngựa. Ngựa là loài vật tượng trưng cho sức mạnh, sự trung thành, táo bạo, sức sống mãnh liệt. Và tôi muốn như vậy
để hoàn thiện bức tranh cuộc đời tôi.